Quý vị và các bạn thân mến, đàn ông thường không hài lòng hay thậm chí là chê bai vợ mình, nhưng lại dành những lời khen cũng như ánh mắt đắm đuối cho vợ người khác. Vậy lý do là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân tại sao đàn ông lại thường thích vợ của người khác qua video ngay sau đây quý vị nhé! Vẻ đẹp từ khoảng cách. Sau khi kết hôn, đàn ông sống cùng với vợ và con cái. Cuộc sống chỉ quen quẩn sáng dậy, đi làm, về đón con, nấu cơm ăn và đi ngủ. Nhưng công việc lặp đi lặp lại khiến mọi người cảm thấy nhàm chán và không còn mới mẻ như ban đầu nữa. Kèm thêm vào đó là những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Dần dần người đàn ông thậm chí còn phát chán vợ mình. Trong khi đó, ra đường thấy vợ người khác, dù có thể không xinh đẹp bằng vợ mình, nhưng đàn ông lại luôn bị cuốn hút bởi vì đó là sự thèm khát cái mới lạ, chán chê cái cũ, và đàn ông thì ai cũng có tâm lý đó. Vợ người khác là thứ mà họ không có được, chính khoảng cách vô hình đó đã tạo ra vẻ đẹp tiềm ẩn, cuốn hút những người đàn ông. Khác nhau từ góc nhìn, đối với vợ của mình, theo thời gian họ không còn cái nhìn say đắm, những gì tốt đẹp, ưu điểm của họ thấy ở vợ dần không còn rõ ràng. Không chỉ vậy, họ còn dễ dàng nhìn ra khuyết điểm ở vợ hơn là ưu điểm, nhưng với vợ của người khác, họ lại thấy toàn những điểm tốt. Lạ lùng là đàn ông luôn thấy vợ mình kém hơn vợ của người khác. Chính vì nghĩ vậy, đàn ông càng khó lại có cảm giác yêu thương vợ như ngày đầu, và với vợ người khác, họ lại càng có nhiều ham muốn hơn. Yếu tố tâm lý cả thèm, chóng chán. Với vợ của mình, theo năm tháng, đàn ông sẽ không còn cảm giác mới mẻ như ban đầu. Họ dễ nảy sinh cảm giác chán nản với người phụ nữ sống bên cạnh. Trước khi kết hôn, người đàn ông của mình luôn cảm thấy vợ mình là người phụ nữ đáng yêu nhất thế giới, hoàn hảo hơn bất kỳ ai khác. Nhưng những bức tranh màu hồng do chính người đàn ông vẽ lên lại dễ dàng sụp đổ sau thời gian cưới vợ. Những bản tính xấu xa đó của đàn ông lại vô tình có thể làm tổn thương người vợ. Người vợ trước lúc cưới và sau này vẫn vậy, thậm chí còn chìm chu và chăm lo cho cuộc sống gia đình hơn. Đàn ông thường quên mất rằng chỉ có vợ mình mới ở bên mình lúc khó khăn, hoạn nạn nhất cuộc đời. Sức hút của người khác giới. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân là câu nói kinh điển và chưa bao giờ sai từ xa xưa. Vượt qua được chữ sắc là điều chưa bao giờ dễ dàng đối với bất kỳ người đàn ông nào. Bản năng của đàn ông là tìm kiếm và chinh phục cái đẹp. Dù vợ mình có đẹp đến đâu thì người đàn ông ấy cũng sẽ không dừng lại ở mỗi việc ngắm nhìn vợ mình. Bởi vì ngắm mãi rồi cũng chán, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông luôn bị thu hút bởi vợ người khác. 5 câu đàn ông ngoại tình khi về nhà rất hay nói với vợ. Đàn ông ngoại tình chỉ cần bước chân về nhà thì sẽ luôn miệng nói những câu này với vợ. Nếu vợ để ý thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đàn ông ngoại tình rồi sẽ rất dễ chột dạ. Trong vài câu nói của họ thôi, bạn chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi. Em đừng nói nữa, anh mệt mỏi lắm. Đây thường là câu nói cửa miệng của những ông chồng không còn hứng thú nói chuyện với vợ. Họ không còn muốn nghe bất kỳ điều gì từ người vợ, cũng có nghĩa là tâm trí của họ đang ở một nơi khác. Ngay cả sự có mặt hay giọng nói của vợ cũng không còn lọt vào sự chú ý của họ. Tệ hơn, khi đã quá chán ghét vợ, đàn ông vụng trộm còn thấy lời nói của vợ rất phiền phức, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà để đến với nhân tình. Em đang lừa dối anh đúng không? Đàn ông phản bội thường rất hay chột dạ, dù anh ta đang phản bội bạn nhưng lại có thể vô tư đổ tội cho bạn. Vì một khi đã biết phản bội, đàn ông sẽ có suy nghĩ rằng nếu mình đã có thể ngoại tình thì rất có thể vợ cũng làm điều tương tự. Nhưng tâm lý của đàn ông vụng trộm lại không thể chấp nhận việc bị phản bội. Đừng động vào đồ vật cá nhân của anh. Đây là vì anh ta có những thứ không muốn để bạn biết hoặc sợ sẽ bị bại lộ một bí mật nào đó. Dù rằng có một số người không thích bị động chạm vào đồ vật cá nhân, nhưng nếu bỗng dưng chồng bạn trở nên gay gắt khi bạn động vào điện thoại hay laptop của anh ấy thì nên thẳng thắn yêu cầu được xem qua. Điều này là cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình của bạn. Đừng suy diễn nữa, anh chán lắm. Thay vì giải thích để bạn hiểu, cho bạn cảm giác an toàn, người chồng ngoại tình sẽ cho rằng bạn suy diễn và chán nản vì điều đó. Đó là phản ứng thường thấy ở đàn ông vụng trộm để đối phó với sự chất vấn từ người vợ cũng như che giấu chuyện ngoại tình. Dù rằng phụ nữ thường xuyên suy nghĩ nhiều, đôi lúc là suy diễn vô lý, nhưng bạn cũng nên tin vào trực giác của mình. Nếu có nghi ngờ, bạn nên tìm hiểu cẩn thận và phải có bằng chứng để chứng minh cho linh tính và suy đoán của mình là đúng. Anh và cô ấy chỉ là bạn, không có gì em phải nghi ngờ. Bạn nên nhớ chồng mình yêu thương mình sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định,
Dù là thân thiết thế nào, nếu bạn đã thấy nghi ngờ thì chắc chắn đó không còn là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay là đối tác thông thường. Đàn ông khi ngoại tình thường dùng câu nói để bào chữa, bảo vệ cho chuyện ngoại tình. Anh ta phủ định mối quan hệ với nhân tình chỉ là để vợ yên tâm. Phụ nữ nên tin vào cảm giác của mình và tìm hiểu kỹ càng trước các mối quan hệ khác giới của chồng. Tuyệt đối đừng để chồng và nhân tình xem bạn là con rối. Bạn nghi ngờ nhưng hãy luôn có bằng chứng để vạch mặt khi cần thiết. Một người đàn ông tử tế, trung thủy sẽ không bao giờ có những câu nói và hành động khiến bạn bất an. Ngược lại, đàn ông ngoại tình thì trong lời nói, hành động, thói quen hàng ngày đều thay đổi. Vợ nên chủ động, tỉnh táo để phát hiện kịp thời, bảo vệ gia đình của mình. Đàn ông và 5 sai lầm thường thấy trong chuyện phòng the khiến cho đối tác nhanh chán. Vì sợ những đánh giá về mức độ điêu luyện trong chuyện phòng the mà có lẽ hầu hết chúng ta, trong đó có tôi, đều đã tìm đến những thước phim mát mẻ để học hỏi các kỹ năng lâm trận. Tuy nhiên, những thước phim mát mẻ thường không phản ánh đúng tâm lý cũng như nhu cầu tình dục thông thường. Chúng chỉ là sản phẩm phóng đại nhằm thỏa mãn nhu cầu tưởng tượng hoang dại của con người. Và những sản phẩm ấy cũng không hề tôn trọng phụ nữ. Nếu vì ám ảnh mà thực hiện những bài học một cách cứng nhắc sẽ tạo ra những sai lầm ngớ ngẩn trong chuyện phòng the, từ đó mà đời sống tình dục không thể thăng hoa như kỳ vọng. Rất may chúng tôi đã liệt kê 5 sai lầm phổ biến nhất trong chuyện phòng the như một lời khuyên cho đàn ông chúng ta khắc phục, giúp cho đời sống gối chăn được cải thiện hơn. 1. Không cắt tỉa gọn gàng. Đàn ông Á Đông thường quan niệm rậm rạp thể hiện sự uy quyền và sự mạnh mẽ của tình dục, nhưng quả thật sinh lý mạnh hay yếu thường không được quyết định bởi cánh rừng lộn xộn và mất vệ sinh. Ngược lại, việc tỉa tót mang lại rất nhiều lợi ích, một trong số đó là việc giữ vệ sinh luôn được dễ dàng, vì đây là khu vực luôn tích tụ nhiều tuyến mồ hôi và luôn trong tình trạng bị tù túng. Đặc biệt khi thời tiết nóng bức vào mùa hè, nếu không được vệ sinh sạch sẽ sẽ dễ gây ra mùi và những bệnh da liễu. Bên cạnh đó, việc đánh lừa thị giác, vùng lông xung quanh được tỉa tót gọn gàng sẽ khiến cậu nhỏ trông lớn hơn, giúp nàng phấn khích hơn rất nhiều khi lâm trận. Hơn thế, sự gọn gàng đem lại cảm giác sạch sẽ, khiến nàng không còn ngại ngùng với oral sex. Như vậy chẳng phải một công đôi việc, vừa sạch sẽ vừa bảo vệ sức khỏe và chuyện phòng the sẽ càng thăng hoa hay sao? Và lưu ý quan trọng nhất, chỉ cần tỉa tót cho gọn gàng chứ không cần phải cạo sạch nhé. 2. Ngấu nghiến và cấu xé. Nhiều bộ phim đã khiến chúng ta nghĩ rằng sự mạnh bạo sẽ tạo ra nhiều khoái cảm trong chuyện phòng the, sẽ dẫn dắt cả hai vào một cuộc chơi đầy thăng hoa, hôn hít thật nhiều. Những vết cắt cắn mạnh bất ngờ và xé toạc trang phục của đối phương, như đã nói, phim ảnh chỉ mang tính chất tham khảo vì chúng luôn phóng đại sự việc. Tất nhiên, luôn hôn là chi tiết quan trọng, là cánh cửa hấp dẫn dắt tới những điều diệu kỳ tiếp theo. Nhưng chỉ khi hôn đúng cách và vừa phải mới đem lại một màn dạo đầu lãng mạn và thú vị. Phải lưu ý những điều sau: điều khiển lượng nước bọt của mình. Chỉ những cú cắn nhẹ nhàng vào vùng tai hay sau gáy là được chấp nhận. Điều này còn tùy thuộc vào từng người. Xé toạc mọi thứ hay những cú táp như trời giáng sẽ khiến đối phương hoảng sợ. 3. Bỏ qua bước dạo đầu. Thông thường, phụ nữ cần từ 30 đến 40 phút để có một tâm thế sẵn sàng, lâu hơn rất nhiều so với cánh mày râu và là điều chắc chắn. Họ chỉ thăng hoa khi đã sẵn sàng và đạt được tâm lý thoải mái nhất, và chính bạn là người thực hiện điều đó. Cuộc ái ân thành hay bại nằm phụ thuộc vào chính chúng ta. Hãy dành thời gian cho bước dạo đầu, massage và từ từ khám phá để cảm nhận đâu là nơi đem lại cho nàng khoái cảm. Nâng niu và thấu hiểu phụ nữ thì những gì bạn được đền đáp sẽ xứng đáng hơn bội phần. Tin tôi và bạn sẽ sớm thấy được quả ngọt. 4. Hành sự quá nhanh. Đây là giai đoạn bước dạo đầu hay còn gọi là cuộc chơi chính. Nhiều người cứ thế mà hùng hục cho xong việc để thỏa mãn bản thân chứ chẳng quan tâm hay tôn trọng cảm xúc của bạn tình. Như đã nói, hãy nâng niu và thấu hiểu họ, hãy điều khiển bản thân và lèo lái mọi di chuyển với nàng thật nhịp nhàng và chậm rãi. Hãy cố gắng duy trì điều đó đủ độ dài cho cả hai. Bạn cần phải học cách đùa giỡn nhiều hơn trên cơ thể của đối phương, bởi cảm giác hồi hộp và được khám phá cũng chính là một khoái cảm khó cưỡng. 5. Các tư thế kỳ quặc. Để kết thúc lời chia sẻ, tôi sẽ nói đến một sai lầm cuối cùng: áp dụng các tư thế kỳ quặc. Thực tế có rất nhiều tư thế và cách thức
mà các diễn viên đóng cho ta xem chỉ là những gì diễn ra trên màn ảnh. Trong chuyện phòng the ái ân, chúng ta tìm đến nhau vì cảm xúc, vì sự hòa hợp của cả hai tâm hồn, chứ không phải vì diễn cho ai đó xem. Vậy nên đừng ép bản thân cũng như khiến đối tác khó chịu hay đau đớn, chỉ thực hiện khi có sự trao đổi thẳng thắn và đồng ý của nàng. Lời kết: mỗi một cặp đôi khác nhau sẽ có những vấn đề hay trải nghiệm khác nhau về chuyện phòng the. Tuy nhiên, tất cả những sai lầm mà chúng tôi chia sẻ đều dựa trên một chiều chí chung, đó là thiếu tôn trọng phụ nữ. Đừng quá ám ảnh bởi những thước phim. Tình dục là một điều tuyệt vời nếu bạn biết lắng nghe cảm xúc của nàng và của bản thân, còn không sẽ là những trải nghiệm rất tồi tệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhấn vào nút like, đồng thời chia sẻ và để lại ý kiến của bạn. Đừng quên đăng ký kênh và bấm vào quả chuông để nhận thêm nhiều video giá trị bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.